Cách làm gel bôi chỉ, từ phần vứt đi của củ ấu, chỉ nặng đến mấy cũng khỏi. Xin được kính chào quý khán giả thân quen của Dr. Chỉ. Quý vị thân mến, củ ấu là một thức ăn vô cùng quen thuộc đối với người dân Việt Nam. Với vị ngọt bùi, củ ấu được cả người lớn và trẻ em yêu thích. Quen thuộc là vậy, nhưng ít ai biết rằng củ ấu cũng có khả năng điều trị bệnh chỉ cực nhạy, cầm máu cực hay. Hãy cùng khám phá ngay cách chữa chỉ từ củ ấu được lưu truyền trong dân gian. Chi tiết ngay trong video sau đây. Đừng quên đăng ký kênh Dr. Chỉ, còn rất nhiều phương pháp chữa chỉ hay đang chờ bạn đón xem. Y học cổ truyền Trung Quốc từ xa xưa đã nhận định củ ấu có tính bình, vị ngọt, hơi chát, khi sử dụng làm thuốc sẽ tác dụng mạnh vào tỳ vị của con người. Bởi vậy củ ấu được dùng để ích khí kiện tỳ, giải nhiệt lương huyết tiêu thũng. Cụ thể, chữa được các căn bệnh như đau dạ dày, tiết lị, tiêu chảy, đại tiện ra máu do chỉ, viêm nhiễm ngoài da, sa búi chỉ. Y học cổ truyền Việt Nam ghi nhận có 5 cách chữa chỉ hiệu quả từ củ ấu. Tuy nhiên, cách chữa bằng gel bôi chỉ củ ấu dưới đây là được tin dùng hơn cả. Để thực hiện bài thuốc, các bạn cần chuẩn bị 1kg củ ấu, 1 chút dầu mè. Cách làm: bước 1. Ấu sau khi ăn hết nhân, giữ lại vỏ và rửa sạch nhiều lần với nước. Lưu ý không được bóc phần vỏ đen. Bước 2. Phơi vỏ củ ấu dưới 3 đến 4 lần nắng cho vỏ giòn. Bước 3. Đốt tồn tính vỏ củ ấu, rang cháy vỏ củ ấu ở chảo, trên gạch ngói hoặc đốt trực tiếp. Củ ấu đốt cháy nhưng không thành tro, chỉ cháy ngoài vỏ khoảng 70% là được. Bước 4. Đem tán thành bột mịn và cất lọ dùng dần. Cách dùng: mỗi ngày dùng 1/2 thìa cà phê bột củ ấu trộn với một chút dầu mè tạo thành hỗn hợp sền sệt như gel. Vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn và thoa trực tiếp hỗn hợp lên búi ngày 2 lần vào sáng và tối. Sau 1 đến 2 tuần bôi gel, bạn sẽ thấy búi chỉ từ từ co lại. Kết hợp với việc ăn củ ấu mỗi ngày, bạn sẽ thấy cơn đau chỉ và chảy máu chỉ sẽ dần được thuyên giảm. Vừa rồi, Dr. Chỉ đã chia sẻ cho các bạn cách làm gel chữa chỉ từ củ ấu. Đây là phương pháp lành tính, độ an toàn cao. Tuy nhiên, hiệu quả mang tới sẽ chậm và còn phụ thuộc lớn vào cơ địa của mỗi người. Vì vậy, nếu như áp dụng bài thuốc 1 đến 2 tuần mà không thấy hiệu quả, bạn hãy liên hệ với chuyên gia chỉ của chúng tôi theo số điện thoại 090 884 9669 để được chuyên gia của chúng tôi tư vấn phương pháp điều trị phù hợp. Đừng quên đăng ký kênh Dr. Chỉ để biết thêm nhiều mẹo chữa chỉ hiệu quả hơn nữa quý vị nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.